Xin chào mọi người, chúng ta đã cùng quay trở lại với series Inside Life của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và ngồi cạnh tôi đây chính là Đoàn Văn Hậu, một trong những cầu thủ rất xuất sắc của câu lạc bộ trong thời gian vừa qua. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ thêm một chút để biết thêm về Hậu, về những câu chuyện cá nhân của bạn ý và những câu chuyện bên lề sân cỏ. Và Hậu ơi, xin mời bạn hãy nói một điều gì đó với khán giả đi ạ. Xin chào tất cả mọi người, mình là Đoàn Văn Hậu, cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Rất vui được gặp mọi người. Ngày hôm nay chúng mình sẽ có một buổi trò chuyện xíu xiu với Hậu và chị muốn biết thêm về Hậu một số qua một số những cái câu hỏi như sau. Thì đầu tiên là chị được biết là gia đình Hậu thì cũng không có ai theo con đường thể thao chuyên nghiệp cả. Thì em có thể cho chị biết được là ai trong gia đình là người ủng hộ em nhất trên con đường bóng đá chuyên nghiệp được không? Em nghĩ là ở gia đình em người ủng hộ em trên con đường sự nghiệp bóng đá đến bây giờ, em nghĩ là cả bố mẹ và đều đưa ra quyết định là sẽ để cho em theo bóng đá và để cho con của mình mong muốn được trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp sau này và được thỏa mãn cái đam mê của con trai của mình. Thì em nghĩ là bố mẹ em, cả bố cả mẹ. Đây là một điều rất là ý nghĩa khi mà có sự cổ vũ và động viên và ủng hộ rất là lớn từ phía gia đình đúng không? Và Hậu có thể chia sẻ cho chị biết là trong khoảng thời gian thi đấu chuyên nghiệp của em thì đâu là cái danh hiệu mà em cảm thấy tự hào và có ý nghĩa nhất với mình? Em nghĩ là tính đến nay thì em đã trải qua rất là nhiều năm thi đấu bóng đá chuyên nghiệp và cũng có gặt hái được rất là nhiều danh hiệu. Nhưng mà em nghĩ là danh hiệu mà em cảm thấy tự hào mà có ý nghĩa nhất đến bây giờ, đến hiện tại bây giờ là em nghĩ là danh hiệu vô địch AFF Cup năm 2018. Nếu mà được thêm một danh hiệu nào nữa thì em sẽ nói là SEA Games. SEA Games 31 tại Philippines. Đều là, đúng rồi, đều là hai cột mốc rất là đáng nhớ của bóng đá Việt Nam đúng không? Và cho chị hỏi một câu chút xíu, một câu hỏi hơi riêng tư một chút là hiện tại thì Hậu, chị biết là Hậu cũng đã có bạn gái rất là lâu rồi. Bây giờ thì trong cái khoảng thời gian thi đấu chuyên nghiệp và cho đến thời điểm này thì em đã có suy nghĩ hay có kế hoạch lập gia đình chưa? Em nghĩ là thời điểm hiện tại thì em vẫn đang tập trung vào chuyên môn, tập trung vào bóng đá. Ok, Hậu có thể cho chị biết là trong cái khoảng thời gian mà em tập luyện với các bạn cầu thủ trong câu lạc bộ ấy thì đồng đội nào là người thân nhất với em và hai bạn thì có cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ với nhau trong cái khoảng thời gian mà thi đấu cùng nhau không? Em nghĩ là tất cả các cầu thủ của Công an Hà Nội mọi người đều rất là cởi mở và em cũng nói chuyện rất là nhiều với anh em cầu thủ trong đội. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà chọn ra một người, em nghĩ là sẽ là một người hay nói chuyện với mình nhất, là người cùng phòng của mình. Thì ngày qua ngày mình sẽ ở cùng phòng thì mình sẽ hay nói chuyện và chia sẻ mọi thứ. Em nghĩ là sẽ là Hồ Tấn Tài. Hồ Tấn Tài. Thế thì hai bạn có cái kỷ niệm riêng nào đấy đáng nhớ với nhau không? Hồ Tấn Tài thì em với Hồ Tấn Tài cũng đi với nhau rất là lâu rồi. Và hai anh em từ ngày xưa, từ khoảng mấy năm trước là cũng từ lúc trẻ ấy, anh em có đi thi đấu và cùng với đội U19 Việt Nam mà anh em cũng có gặt hái được rất rất nhiều thành công và đặc biệt nhất là đi được vào vòng chung kết U20 World Cup. Đó là một cái kỷ niệm rất là đẹp với em cũng như Hồ Tấn Tài. Và em nghĩ là có những kỷ niệm khác là đến bây giờ hai anh em cũng được cùng câu lạc bộ. Đấy là một cái kỷ niệm đẹp của anh em. Rất là mong là đôi bạn thân này cũng sẽ gặt hái được những thành tích thật là xuất sắc, thật là cụ thể trong màu áo của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và thêm một số những câu hỏi khác như là những cái món ăn ở Hà Nội ấy thì Hậu có thích, em có thể kể cho chị nghe là ba cái món ăn em thích nhất ở Hà Nội được không? Ba món ăn thích nhất của Hà Nội của em à? Em nghĩ là sẽ là ba món ăn mà tất cả mọi người đều thích và đó là truyền thống của Hà Nội. Em nghĩ là phở này, phở, bún chả và cốm. Ta lại thích ăn cốm. Ok, và tiếp theo thì cái món đồ uống nào đấy mà em thích nhất ở Hà Nội? Em nghĩ là trà chanh vỉa hè. Trà chanh vỉa hè. Ok, ở Hà Nội rất là, em nghĩ là trà chanh vỉa hè là một cái nét rất là đặc trưng ở Hà Nội và rất là đặc biệt và một cái đồ uống em nghĩ là rất là dân dã. Đúng rồi, rất là dân dã và rất là phù hợp với các bạn trẻ, các bạn như cái tầm tuổi chúng ta đúng không?
Và bây giờ thì chị muốn hỏi thêm, đội bóng yêu thích của em là gì? Đội bóng yêu thích của em thì là câu lạc bộ Barcelona. À, Barcelona. Vâng. Tiếp theo, top 3 cầu thủ yêu thích của Đoàn Văn Hậu. Top 3 cầu thủ yêu thích của em ạ? Đầu tiên sẽ là Messi. Messi. Và Thành Lương. À, anh Thành Lương của Hà Nội. Vâng ạ, anh Thành Lương và cả Quang Hải. Quang Hải, ok. Vâng. Dạo này có ai nói chuyện với Quang Hải không? Em cũng thi thoảng liên lạc với anh Hải và cũng có chia sẻ cho về công việc. Và em nghĩ là anh ở Việt Nam là hai người mà em sẽ học tập nhiều là anh Quang Hải và anh Thành Lương, và kể cả trong chuyên môn nữa ngoài cuộc sống. À, ok, xin cảm ơn em. Mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục sang chuyển sang mini game và kiểm tra xem Đoàn Văn Hậu chơi bóng nhưng không phải là bóng đá thì có tốt không nhá. Nào, xin mời. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi với Đoàn Văn Hậu một mini game nhỏ. Chương trình đề bổng, chút ở đe. Và Hậu ơi, chị sẽ phổ biến luật chơi trước cho em là trên bàn này thì chúng ta có 4 cái cốc, trong đó thì có 2 cốc Coca và 2 cốc nước mắm. Chúng ta sẽ đứng ở đây và ném quả bóng này vào những cái cốc nước lọc trên bàn kia. Khi mà em ném được trúng bóng vào cốc thì em có thể chọn chút ở đe. Và câu trả lời của em, nếu mà em không thực hiện được thử thách hoặc trả lời không đúng câu hỏi thì sẽ phải uống hết cốc. Chúng ta hãy cùng chờ xem là họ ném đe bong thì có giỏi như là đá bóng không mọi người. Let's go. Khó lắm. Khó quá. Nào tiếp tục. Khó đấy. Bắt đầu tiên. Nào mọi người đoán xem, chọn đi, chọn một trong bốn cốc này. Một trong bốn cốc này thì sẽ có một cốc là, à, hai cốc là Coca và hai cốc là nước mắm. Thôi chọn đầu tiên đi. Ngửi. Oh. Nào. Nước mắm. Nước mắm. Mệt quá. Rồi, nào tiếp tục đến em. Cố lên. Ồ. Oh, thế mọi người cười thì sao? Yes. Yes. Nào tiếp tục. Một thử thách tiếp theo cho Đoàn Văn Hậu. Lần này phải làm thôi. Không uống được nước mắm nữa rồi. Show một bức ảnh xấu nhất trên điện thoại của bạn. Nào, chúng tôi đang rất chờ đón xem những hình ảnh long lanh của Đoàn Văn Hậu ở mình trên mạng. Nào đón xem hôm nay Hậu sẽ show chúng ta hình ảnh như thế nào. Đây là một góc khuất, một bí mật mà hôm nay sẽ được public cho tất cả mọi người. Nào mọi người ơi. Đây là một U14, U15. U14 mọi người có nhận ra Đoàn Văn Hậu không ạ? Đang đọc báo giấy. Đây, Đoàn Văn Hậu của chúng ta. Ok. Chị cũng muốn được làm thử thách. Hậu ơi, ghi bàn nào. Được, yes. Ok, đến lượt tôi rồi. Nào, thử thách của chị là gì ạ? Tôi sẽ gọi cho một cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Phải bật loa nhá. Ok, bật loa nha. Bật loa. Alo, Joker. Anh ơi, anh Vũ. Sao? Ơi. Em có một việc hơi ngại một tí, em muốn nhờ anh một chút xíu. Sao đấy? Anh có thể cho em mượn 100.000 được không? Được. Được ạ, à? Ok. Thank you rất nhiều, xíu nữa em lấy nha. Ok. Thank you, cảm ơn anh. Yeah. Ok, ngày hôm nay thì chúng mình vừa mới chơi một mini game rất là vui với cả Đoàn Văn Hậu. Và chúng mình có thể thấy là ngày hôm nay thì tất cả những thử thách và tất cả những câu trả lời thì Hậu đều đã trải qua và vượt qua rất là xuất sắc. Một lần nữa thì hẹn gặp lại mọi người ở những chương trình, những số series tiếp theo của Inside Life của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Hậu ơi, em hãy chào tạm biệt khán giả và người hâm mộ đi ạ. Xin hẹn gặp lại tất cả mọi người. Và nhớ hãy ủng hộ câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội nhé.
Bye bye.